học sinh, chúng ta vừa thưởng thức tiết mục Tát nước đầu đình. Vâng, xin quý vị một tràng pháo tay thật lớn để cổ vũ tinh thần cho các em học sinh khối 9 và chúc các em luôn chăm ngoan, học giỏi và có nhiều khởi sắc để khẳng định mình trong năm học cuối cấp ngày hôm nay. Vâng, tiếp theo sau đây là tiết mục múa Cô ơi, do các em học sinh lớp 8C trình diễn. Xin mời quý vị cùng thưởng thức.